con xin chào quý khách. Quý khách, đoàn tàu SNT2 trên đường sắt số 1 đã đến giờ chuyển bánh. Xin mời quý khách có vé đi tàu SNT2 vào trong toa ổn định chỗ ngồi để đoàn tàu chuyển bánh được an toàn. Thay mặt ngành đường sắt, chúng tôi xin chúc quý khách một chuyến đi thoải mái. Xin cảm ơn. Chúng ta đang ra Sài Gòn các bạn nhé. Đây có một nhà sư đang đi bộ, vào bước đi bộ. Ga Sài Gòn xin kính chào quý khách. Kính thưa quý khách, đoàn tàu SNT2 trên đường sắt số 1 đã đến giờ chuyển bánh. Xin mời quý khách có vé đi tàu SNT2 vào trong toa ổn định chỗ ngồi để đoàn tàu chuyển bánh được an toàn. Thay mặt nhân viên sắt, chúng tôi xin chúc quý khách một chuyến đi thoải mái. Xin cảm ơn. Ga Sài Gòn xin kính chào quý khách. Kính thưa quý khách, đoàn tàu SNT2 trên đường sắt số 1 đã đến giờ chuyển bánh. Xin mời quý khách có vé đi tàu SNT2 vào trong toa ổn định chỗ ngồi để đoàn tàu chuyển bánh được an toàn. Thay mặt nhân viên sắt, chúng tôi xin chúc quý khách một chuyến đi thoải mái. Xin cảm ơn. Đó, thưa các bạn, đấy là cái thông tin mà Ga Sài Gòn xin kính chào quý khách. Kính thưa quý khách, đoàn tàu SNT2 trên đường sắt số 1 đã đến giờ chuyển bánh. Đi một vòng quanh cái khu vực này nhé các bạn. Tắt họ đang thông báo về cái lộ trình đi tàu đó. Thì cũng thực sự là lâu lắm rồi mình cũng không còn đi tàu nữa. Trước đây thì mình cũng có đi tàu từ Hà Nội đi Yên Bái này, rồi Hà Nội đi Lào Cai Yên Bái đấy, hoặc là mình đi từ Sài Gòn vào tới Hà Nội, từ Hà Nội ra Sài Gòn chứ. Đã đi rồi nhưng mà sau này vì cái tính chất công việc rất là bận rộn, không có đủ cái thời gian để mà ngồi chờ, nên là mình đã không còn đi bằng cái phương tiện là tàu hỏa hay còn gọi là đường sắt nữa, hay là xe lửa đó. Nhưng mà thật ra cũng có một cái sự trải nghiệm cũng khá là hay. Nếu như mà chúng ta đi bằng cái phương tiện là xe lửa, nó cũng vui vui. Đây, chúng ta đang đi vào đường, đây là đường Cách Mạng Tháng 8. Cách Mạng Tháng 8 thì còn có cái tên là đường Lê Văn Duyệt. Đây cũng là cái trục đường chính của Sài Gòn. Chúng ta có các cái dự án là sẽ mở rộng cái con đường Cách Mạng Tháng 8 này, nhưng mà hiện nay thì nó vẫn an ninh bất động. Nếu mà quẹo trái đây là chúng ta sẽ đi vào đó là Khám Chí Hòa. Quẹo trái là chúng ta sẽ đi vào Khám Chí Hòa. Nơi đây là một cái khu mà biệt giam, khu biệt giam của ngày xưa rồi. Ngày xưa là các cái đồng chí hoạt động giữa các phe, là khi là làm tù binh thì bị bắt ở đó. Và sau này thời bình thì cũng rất ít người mà thoát ra khỏi được cái trại giam đó, bởi vì nó được bố trí theo cái mặt phong thủy. Bố trí theo phong thủy các bạn. Alo.
chị hỏi lúc gì chị ơi? Có. Chị nhắn em xin họ tên với địa chỉ bằng máy, em sẽ gửi cho chị qua đường bưu điện. Nhận hàng thanh toán cả tiền cước là 450.000 một chai. 450.000 bao gồm cả tiền vận chuyển chị ạ. Xài được một tháng, xài được một tháng. Vâng. 50.000 tiền vận chuyển. Vâng ạ. Thì lấy thì nhắn xin họ tên với địa chỉ nhé. 450.000. Chị ơi. Không có chị, em cho địa chỉ Sài Gòn, chị kêu người đến mua. Sao hả chị? Được, chị nhắn họ tên với địa chỉ vào máy rồi em gửi. Thôi, em chào chị. Rồi, chúng ta tiếp tục đi nha. Đây, chúng ta đang đi trên cái địa bàn, đây là quận 3 đây các bạn. Đường Cách Mạng tháng 8, quận 3 đây. Cái hướng đi của chúng ta là... Đây là đi về hướng phía ngã tư Bảy Hiền. Sẽ qua Phạm Văn Hai rồi mới tới ngã tư Bảy Hiền. Đây, nếu mà chúng ta quẹo vô đây này các bạn, đây thì là nếu chúng ta quẹo vô đây là đường Tô Hiến Thành. Đó, nếu chúng ta quẹo vô đây là Tô Hiến Thành, đi kịch Tô Hiến Thành thì sẽ đến đường Lý Thường Kiệt. Lý Thường Kiệt quận 11 đó. Đi kịch Tô Hiến Thành thì ra là đông sẽ gặp Lý Thường Kiệt. Đi băng qua Lý Thường Kiệt thì sẽ là Lữ Gia. Ta đang đi về cái phía đây là Bắc Giang Bờ. Đây có một đường mới. Đây là cái đường mới các bạn nhé. Đây vẫn đang là cái mẹ tháng 8 các bạn nhé. Đây thì mình thấy có một cái nhà thờ, coi là nhà thờ gì đấy. Nhà thờ Tịnh Lành, nhà hôn chùa Hòa Hưng, nhà thờ Hòa Hưng các bạn. Rồi, chúng ta sẽ qua đây nhé. Vào đây là đường Trường Sơn, quận 10. Nhưng mà trước mặt chúng ta thì là công ty
viên Lê Thị Riêng, trước nó là cái nghĩa trang Đô Thành. Đây là công viên Lê Thị Riêng các bạn. Trước đây thì nó là cái nghĩa trang Đô Thành. Ôi trời, gặp một cái cô mặc áo mà này gì. Thì bây giờ ở đây là họ bán khá là nhiều thứ này các bạn. Đây bây giờ mình thấy rằng là họ bán bánh trung thu, bên cạnh đó là một cái nhà sách. Đó, họ bán bánh trung thu các bạn. Ồ, trang trí những các cái hộp bánh rất là đẹp. Bánh Như Lan. Đây là lối vào công viên Lê Thị Riêng.